Một cái căn nhà một trệt, một lửng, ba phòng ngủ, gần chợ, gần trường học, sát bên Ủy ban Nhân dân. Và một điều nữa là cách Tòa Thánh Tây Ninh chỉ có 1,5 km. Thì đây, chúng ta có một cái căn nhà thiết kế hiện đại được chị chủ gửi đến quý cô chú anh chị mình. Và bây giờ cùng em để chúng ta có thể tham khảo qua toàn bộ cái căn nhà này nha. Bây giờ em Hậu sẽ đi ra phía trước để giới thiệu cho bà con mình xem được cái đường xá dân cư ở đây. Với một cái căn nhà mà của chúng ta có diện tích 7m1 và ở đây là xã Bầu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Và cái hướng này là bà con mình sẽ đi ra ở ngoài đây là đường DT781. Đầu đường chúng ta sẽ có là Ủy ban Nhân dân xã Bầu Năng và chợ Bầu Năng nằm kế bên đây luôn. Từ vị trí này chúng ta đi ra ngoài chợ Bầu Năng, Ủy ban Nhân dân xã Bầu Năng, bà con mình chỉ mất có 500-600 mét thôi. Và cái hướng bên đây thì bà con mình sẽ là đi ra là đường Ninh Phú nè, mình đi ra đường Trường Chinh để bà con mình có thể là đi về trung tâm thành phố Tây Ninh. Và con đường này có lộ giới là 20 mét luôn nha bà con. Nhà cửa dân cư ở đây như bà con mình thấy rất là đông đúng không ạ? Trước nhà chúng ta sẽ có một cái cây bàn đài lon đó, giúp tạo bóng mát cho căn nhà. Và đường ở trước nhà là đường nhựa rồi. Cổng rào á thì ở đây bà con mình sẽ thấy nè, chỉ thiết kế á nguyên một cái cổng lớn luôn, 6 cánh ở đây cho bà con mình. Đó, sân ô tô thì để thoải mái và khu vực này á là buôn bán kinh doanh thoải mái luôn. Đây chỉ là đang hiện tại là trước giờ là chỉ bán trà sữa. Đó, nhưng mà bây giờ á là do là cái công việc chỉ chuyển ra ở ngoài ngay trung tâm thành phố Tây Ninh để kinh doanh ở ngoài đó. Nên vị trí và cái mặt bằng này chỉ sẽ để nhượng lại cho bà con nào đang có nhu cầu muốn kinh doanh ăn uống nè, trà sữa. Đó, như bà con mình thấy bờ tường nhà kế bên là cao nè. Phía trên á là có luôn cái mái tôn đưa ra. Phía trước mình á là có cái bạt kéo. Đó, bên đây á là cũng là bờ tường nhà kế bên. Đây, những cái quầy kệ mà chỉ bán trà sữa hàng ngày. Đây, bà con mình có thể thấy được nguyên một cái không gian ở đây. Nó chiều sâu này khoảng 10 mét nha bà con. Mình để xe ô tô thoải mái nè. Đó, chiều ngang là được 7m1. Thì ở đây bà con mình thấy cái mặt dựng của căn nhà. Chỗ này có một cái ô sáng. Đó, đây là có cái cửa cuốn. Nhà mình á là nếu mà có ô tô là mình chạy vô trong vị trí trong đây để bà con để ô tô ở trong nhà luôn cũng được. Còn khu vực phía trước thì chúng ta có thể kinh doanh mua bán ha. Với một cái mặt dựng của căn nhà này bà con mình thấy có đẹp không ạ? Bậc tam cấp ở đây á là sử dụng á là bằng đá hoa cương nha bà con. Đó. Mặt dựng là dán gạch lên tới trên. Nhà thì được trang bị ở đây á, chúng ta sẽ có một cái cửa phía trước là cửa 4 cánh. Đó. Bên hông là cửa cuốn tự động. Đây bà con mình có thể thấy cái gác của chúng ta ha. Phía trên sẽ là khu vực phòng thờ của chúng ta. Và ở đây sẽ là cái khu vực phòng khách. Vị trí này bà con mình để những cái bộ sofa rồi tivi rồi ngay vị trí này thì cũng rất là sang trọng nè. Bên đây là cái chỗ mà bà con mình vừa có thể để ô tô, xe máy để cái khu vực này. Đó, cửa đó là cửa điện, cửa cuốn điện. Và khu vực này chúng ta sẽ có một cái cầu thang đó, để dẫn lên cái khu vực gác lửng ở trên. Phía dưới á, thì bà con mình sẽ có một cái phòng ngủ nằm dưới cái khu vực ở dưới đây. Đó, ở đây bà con mình có thể thấy phòng rất là rộng rãi nha. Đây, phòng rất là rộng rãi. Diện tích này cũng phải là 4 mét luôn nha bà con. Đó, cửa thì cửa sắt rất to. Và dưới đây thì mình sẽ có một cái vị trí là quầy ba nằm ngay vị trí này. Chỗ này á là khu vực bếp của chúng ta. Thì chị em phụ nữ mình nấu ăn ở đây, mình di chuyển qua đây. Thì chỗ này vừa có thể là để đồ ăn và vừa là giống như là một cái bàn. Đó, để chúng ta có thể ăn uống mà đây mình có thể nhìn bao quát để mà mình xem cái căn nhà của chúng ta được luôn nha. Đó. Bà con nào mà mình thích để đồ á là mình làm thêm một cái tủ bếp trên nữa. Ở đây thì chỉ có làm cái bếp dưới rồi, tủ dưới rồi. Đó. Bên đây nhà tắm, nhà vệ sinh được thiết kế chung nhưng mà nó rất là rộng luôn nha bà con. Đó, bà con mình có thể thấy được nè, gạch là dán lên. Ở đây có máy nước nóng nè. Và bên đây là bồn nguyên khói, lavabo đánh răng rửa mặt nằm ở đây luôn. Đó, căn nhà này á là chỉ xây là ở
nên nó rất là kiên cố, nên bà con mình đến đây em Hậu nghĩ là bà con mình xem cái là thích liền luôn nha. Phía sau á là chị sẽ thiết kế làm một cái sân phơi ở đây cho bà con mình. Bờ tường là đã xây hết rồi, có khung sắt ở trên đây cho bà con mình ha. Bên đây á thì chỉ làm là cái chỗ này á là như là một cái kho để đồ. Đó, làm luôn một cái gác xếp ở trên nữa. Đấy, bà con mình thấy thiết kế của cái này như thế nào? Hợp lý không? Nếu mà hợp lý, bấm like giúp cho kênh Mua Bán Nhà Đất Tư Ninh nha. Đây, mình coi ở dưới rồi á, thì bây giờ mình đi lên phía trên lầu mình coi nha. Mà nãy giờ quên nói với bà con mình á, cái căn nhà này chỉ lót gạch ở dưới á là 80-80 nha, gạch khổ lớn luôn. Nó giúp cho cái nhà mình nó sang hơn. Đó, còn ở đây là cầu thang inox, kính cường lực. Phía dưới á là sử dụng là đá hoa cương. Đó, bà con mình thấy nguyên một cái sảnh chờ ngay trong vị trí này, rất là rộng nè. Này, bên đây là cái chiếu nghỉ của chúng ta. Này, bước lên 3-4 bậc nữa là mình tới cái khu vực chiếu nghỉ này nha. Và bây giờ mình sẽ tiến lên khu vực trên lầu để mà mình xem ở trên nó sẽ có được thiết kế như thế nào nha bà con. Khu vực trên lầu á thì chúng ta sẽ được thiết kế như thế nào à? Đây, bây giờ mình đi ra phía trước này, đó, để mình tham quan qua cái khu vực ở phía trước này là khu vực phòng thờ nha bà con. Đây, bà con mình có thể thấy được khu vực đây rất rộng. Đó, ở trên này á là chỉ lót gạch 60-60 và diện tích á là 1, 2, 3, 4, 5 5 viên rưỡi. Đó, 3 mét mấy, 4 mét. Rất rộng ở đây cho bà con mình. Trần thạch cao nè. Ở đây do mình đốt nhang thì nó với lợi là cái dáng nhện á, về mình xử lý lại là rất là đẹp. Căn này nếu mà mình chỉnh chu nữa thì khoảng vài chục nữa là ok ha. Đây thì chúng ta sẽ có hai cái phòng ngủ ở trên lầu nha bà con. Đó, ở trên lầu thì chúng ta sẽ có hai cái phòng ngủ ở đây. Toàn bộ điện là âm hết, cáp internet đồ đầy đủ là âm hết cho bà con mình. Đó, khu vực trên lầu là có hai cái phòng ngủ, còn một cái nhà vệ sinh đó. Ở trên lầu là hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Đấy, cửa là cửa sắt hết. Này, đó, bà con mình có thể thấy ống đầu máy lạnh là chỉ lắp sẵn luôn. Bà con mình về chỉ cần mua máy lạnh để vô thôi. Ở đây thì mình sẽ có một cái cửa sổ. Đó, lấy gió cho toàn bộ căn nhà, rất là mát. Ở phía sau á, là bên kia là một con đường nữa. Đó, còn nhà tắm, nhà vệ sinh là ở bên đây. Ở dưới là có chỗ để máy giặt rồi. Ở trên đây vẫn có chỗ để máy giặt, nên bà con nào mình thích để ở đâu cũng được. Còn không làm cái máy lọc nước ở đây. Nhà tắm, nhà vệ sinh trên lầu thiết kế chung cũng rất rộng, với bồn xứ nguyên khối nè. Đó, bên đây là mình có vòi sen, labo đánh răng rửa mặt. Căn này bỏ 50 triệu nữa, 100. Đấy, đẹp tuyệt vời luôn. Cứ ngắt. Bà con nào quan tâm liên hệ 0839 666 736 để em Hậu dẫn bà con mình đi xem cái nhà này ha. Đó, và bây giờ mình đi xuống đất để mình coi qua cái cuốn sổ đất ha bà con, để bà con mình có một cái nhìn tổng quan hơn về cái bất động sản này. Nãy giờ bà con mình đã xem qua toàn bộ hết cái căn nhà này rồi, thì bây giờ em Hậu xin gửi đến bà con mình cái cuốn sổ của cái bất động sản này nha. Chúng ta sẽ có một cái sổ đất thửa số 54, tờ bản đồ số 37, thuộc là xã Bầu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, với diện tích là 209m² và đất ở nông thôn là 200m². Đấy, ở đây là chúng ta có cập nhật nhà trên sổ luôn. Nhà ở riêng lẻ, diện tích xây dựng là 103,4m², diện tích sàn là 196,6m². Đấy, và hạng nhà là hạng nhà cấp 3 nha bà con. Đây, như bà con mình thấy con đường ở trước là đường Bưu Điện Bầu Năng, đường hướng á, là mình đi ra là đường 19-19, hướng là ra 781, với diện tích là chiều ngang là 7m13 nè, chiều dài 29m, ở đằng sau cũng là 7m, và nhà chúng ta là quay về hướng Tây nha bà con. Toàn bộ hết vừa nhà vừa đất thì chị chủ sẽ gửi đến bà con mình với một cái mức giá là 2 tỷ 100 triệu, còn thương lượng bớt cái lọc cho bà con mình. Đó, 2 tỷ 100 triệu là giá vừa nhà vừa đất, có cập nhật nhà lên sổ. Bà con nào quan tâm liên hệ 0839 666 736 để bên kênh Mua Bán Nhà Đất Tư Ninh có thể hỗ trợ cho bà con mình nha. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để chúng ta có thể kết nối được với nhau. Kênh Mua Bán Nhà Đất Tư Ninh là chuyên mua bán, ký gửi, nhận quay video review bất động sản tại thị trường tỉnh Tư Ninh hoàn toàn miễn phí. Quý cô chú anh chị và các bạn ai đang có nhu cầu muốn tìm mua, ký gửi bất động sản thì có thể liên hệ để bên em có thể
hỗ trợ bà con mình nha. Và bây giờ mời bà con cùng em chúng ta sẽ đi ra con đường DT781 để cho bà con mình có một cái nhìn tổng quan về đường xá dân cư ở đây. Xin mời bà con. Và từ cái vị trí căn nhà thì bây giờ em Hậu sẽ đi ra phía ngoài đường 781 để cho bà con mình dễ hình dung hơn. Như bà con mình thấy hai bên á thì nhà cửa là san sát nhau, cũng rất là nhiều nhà ha. Và vị trí này mà mình đi về Tòa Thánh Tây Ninh á thì cũng rất là gần, và mình đi ra trung tâm hành chính của tỉnh á thì cũng thuận tiện cho bà con mình. Còn bà con nào mình muốn kinh doanh thì từ vị trí này mình đi về chợ Long Hoa thì bà con mình đi cũng khoảng 4 cây số thôi là mình tới rồi. Với một cái bất động sản mà chiều ngang hơn 7 mét và dài 29 mét, vừa nhà vừa đất luôn, với mức giá rất là ưu đãi dành cho bà con mình, 2 tỷ mốt thôi. Bà con nào mà mình tìm một cái mặt bằng để mà mình kinh doanh mua bán thì em Hậu nghĩ đây là một cái sự lựa chọn rất là phù hợp cho bà con mình. Thì những bà con ở xa, khi bà con đến á, bà con chỉ cần tới ngay Tòa Thánh Tây Ninh alo cho em để em Hậu có thể đến và hỗ trợ bà con mình theo số điện thoại là 0839 666 736 ha. Và cái khu vực Bầu Năng này thì hiện tại á, là các tuyến đường ở đây thì cũng đang được làm nhựa rất là nhiều và được thiết kế theo dạng ô bàn cờ á, nó giống như khu vực Hòa Thành đó bà con, nên bà con mình đi di chuyển nó cũng rất là dễ dàng luôn. Thì trước mặt bà con mình thấy á, ở đây là đường DT781, bên tay phải em đây là Ủy ban Nhân dân xã Bầu Năng nè bà con. Tới đây nếu mà bà con mình quẹo trái á là chúng ta sẽ là đi ngay đây là ngã ba Bầu Năng ha. Mình đi về chợ Bầu Năng là ngay vị trí đó, rất là rộng rãi, kinh doanh mua bán thuận tiện. Và mình đi về cầu Cao 13 là cũng hướng đó luôn. Còn mình quẹo phải á, là mình sẽ đi về Tòa Thánh Tây Ninh, như là mình đi về trung tâm thành phố. Đây là Ủy ban Nhân dân xã Bầu Năng nè bà con. Đây, rất là gần đúng không ạ? Thì những bà con nào ở xa có thể kết nối qua Zalo với em theo số điện thoại là 0839 666 736 để bên em hỗ trợ cho bà con mình nha. Thì video của kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.